Thưa quý vị và các bạn, ngày Chủ nhật xanh không chỉ tạo nên diện mạo mới cho các vùng đô thị và nông thôn mà còn phát huy tác dụng tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhất là tại các địa phương xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận về những chuyển biến tích cực tại huyện Quảng Điền, địa phương đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới. Như thường lệ, Chủ nhật hàng tuần, đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện lại đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư, trường học, các tuyến đường trên địa bàn khu dân cư. Tận mắt chứng kiến không khí hăng say lao động của đông đảo cán bộ đoàn viên và nhân dân thôn Hà Cảng nói riêng, xã Quảng Phú nói chung. Trong đợt ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh lần này, thôn Hà Cảng hơn 100 lao động của thôn chia thành nhiều nhóm tổ chức nhặt và thu gom rác thải, chặt bỏ cây mai dương và phá cỏ dại hai bên đường. Tại địa bàn xã Quảng Thọ, một địa phương làm rất tốt phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện. Đến thời điểm này, xã đã tổ chức 21 đợt ra quân với hơn 2.780 lượt người tham gia. Ngoài ra quân làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, vợt bèo tây, cây mắc mèo tại cả trục đường dòng sông, xã đã phát động phong trào tuyến đường hoa. Đến nay trên địa bàn xã đã hình thành 6 tuyến đường hoa. Trong đó, nổi bật là ở xóm 5 và xóm của thôn La Vân Hà. Đặc biệt, tại tiền sảnh Ủy ban Nhân dân xã, những bông hoa sắc màu của các loài hoa nở rộ đã làm cho sắc màu Quảng Thọ thêm rực rỡ, xứng đáng đạt danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đây, ý thức của người dân cũng nhắc nhở, luôn luôn cũng dọn dẹp, vệ sinh ngay chỗ buổi sáng, làm ra quân làm khoảng 1 tiếng hồ xong bà con đi làm đồng, bà con buôn bán. Và cũng như công tác vệ sinh môi trường, làm cho cái vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, các đường thôn ngõ xóm thêm khang trang sạch đẹp, và trên cơ sở đó thì bà con thì cũng hưởng ứng rất là tích cực cùng với cán bộ xã, cán bộ thôn để mà vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Với hiệu ứng tích cực mang lại, phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện được đông đảo người dân ủng hộ, chung tay tham gia. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã tiến hành 299 đợt ra quân ngày Chủ nhật xanh với 63.266 lượt người tham gia. Từ phong trào ngày Chủ nhật xanh, nhiều điểm đen về môi trường tại các địa phương đã được giải quyết. Ngày Chủ nhật xanh không đơn thuần tạo phong trào để các đoàn viên thanh niên và nhân dân thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao hơn nữa ý thức của người dân. Theo thời gian tới thì cũng tiếp tục thực hiện đề án này. Đây là một cái đề án rất là mở, có điểm đầu mà không có cái điểm kết thúc. Chính vì vậy mà Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo đề nghị là các cấp các ngành, hệ thống chính trị, các cấp từ huyện cho đến thôn tiếp tục vào cuộc và làm thế nào đó mọi người dân là đều hưởng ứng, và cứ một tuần là có 60 phút để mà dọn dẹp vệ sinh từ nhà ra ngõ và các cái điểm công cộng. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng mang lại cho nhân dân trên địa bàn một môi trường sống tốt hơn, một bầu không khí sạch hơn. Việc duy trì phong trào ngày Chủ nhật xanh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân cũng như hình thành nếp sống văn minh và có trách nhiệm hơn với môi trường.